Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với clip của mình. Thì ở bài 1 này mình sẽ đi cài đặt Laravel ha. Thì khi các bạn có SAM rồi ha, thì các bạn có SAM rồi, đây mình sẽ khởi động SAM lên, Apache và MySQL lên, rồi sau đó các bạn cài Laravel. Thì mình cài Laravel cũng dễ thôi. Bây giờ các bạn nào mà mới đầu mà chưa biết cài Laravel á, thì các bạn sẽ search Google là rồi Composer. Composer ha, các bạn đánh là download Composer, sau đó là nè get Composer nè, các bạn download Composer về đây, ở đây ha. Thì mình sẽ để tiện hơn trong cái việc mà mình cài đặt á, thì các bạn download cho mình cái là down and run Composer setup ha, các bạn click vào, sau đó là gì, nó sẽ down cái Composer về ha, down Composer về, thì các bạn click vào thì mặc định nó sẽ chạy cái file setup cho bạn, file cài đặt cho mấy bạn ha. Thì ở đây mình có cài đặt rồi, đây các bạn click vào run ha. Thì ở đây mình cài cái Composer này ở các bạn chỉ ha, chỉ cái đường dẫn về gì, về cái file PHP, file thực thi PHP. Thì ở đây là mình là cài vào ổ đĩa D, SAM vào ổ đĩa D ha, nè PHP đó. Khi các bạn cài đặt Composer thì các bạn, một á, là các bạn sẽ gì, tự động chỉ cái đường dẫn về gì, về PHP của hàng SAM hoặc là hàng WAM. Hai á, là các bạn, hai là nó tự chỉ định rồi các bạn nhấn next, rồi sau đó nó sẽ gì, nó check cầm, nó check rồi bắt đầu các bạn cứ nhấn next. Thì ở đây mình sẽ cài, mình đã cài Composer ở cái ổ đĩa C ha, đây Composer ở đĩa C này. Thì cái công việc kế tiếp mà các bạn làm á, là các bạn hướng cái biến môi trường vào cái gì, vào cái Composer này. Thì để làm như sau, các bạn vào computer, sau đó các bạn chọn xuống properties ha. Ở cái properties này thì các bạn sẽ vào cái tab là advanced system setting ha, đó. Sau đó các bạn click vào environment variables ha, đó biến môi trường, sau đó mình chọn là path đường dẫn. Thì ở đây các bạn chỉ cái đường dẫn tới ổ đĩa C, chỉ cái đường dẫn tới mà cái chỗ mà chứa cái Composer của mình ha. Ở đây là ổ đĩa C Composer ha, đó. Thì các bạn chọn đường dẫn tới, ở đây là hai chấm rồi, các bạn chọn đường dẫn tới ha. Thì khi các bạn chọn đường dẫn tới thì nó mới chạy được ha. Ví dụ như bây giờ mình mở command line lên ha, command form lên, command form của mấy bạn ha. Đó, bằng cách là các bạn run, mở comment form lên. Cái này dễ quá ha, tin học cơ bản ai cũng biết rồi. Đó, các bạn mở comment form lên. Ví dụ như mình chưa có cái biến môi trường này ha, mình chưa có cái biến môi trường này, mình chưa có ha, mình mặc định là mình đã cài Composer rồi, nhưng mà mình chưa có cái biến môi trường đó. Thì ví dụ như bây giờ mình sẽ tắt lại ha. Rồi, mình mở lại comment form ha, CMD nè, đó comment form lên. Mình sẽ search là Composer show ha, nó sẽ không nhận, nó sẽ xuất hiện lỗi. Nếu mà các bạn không cài biến môi trường á, thì nó sẽ xuất hiện lỗi là Composer is not recognized, có nghĩa là không có tìm thấy cái Composer này, không có nhận dạng thấy. Rồi bây giờ các bạn cài biến môi trường vào ha, bạn mình. Rồi mình chọn cái path. Ở trên đây nó cũng có path nha bạn, nhưng mà cái path này là path của user. Thì khi các bạn đăng nhập vào user đó thì các bạn mới được xài gì, xài cái Composer ha. Thì ở đây mình chỉ có một user là admin thôi, thì mình sẽ xài là system variables, có nghĩa là user nào cũng sử dụng được hết, nói chung là gì, trong chung một hệ thống ha. Đó, rồi các bạn đánh chữ B nè, chờ chữ path nè, đó. Rồi ở đây mình đánh là C, mình chọn cái đường dẫn tới Composer của mình ha. Composer của mình là ở đây C nè, Composer ha, đó. Tại vì Composer của mình là ở đây C ha, C Composer đó, chỉ copy nguyên cái đường dẫn này thôi, sau đó các bạn paste vào đây, paste vào đó, pin rồi, ok. Sau đó các bạn là ok ha, ok ok dưới đây rồi, ok cái này luôn. Rồi sau khi các bạn đã cài đặt xong cái biến môi trường rồi thì mình sẽ chạy thử. Các bạn tắt này ha, các bạn mở lại cho mình cái CMD lên, sau đó mình sẽ chạy thử ha, mình sẽ chạy thử Composer list đi, show đi ha.
Đó. Thì nó đang show ra cho mấy bạn ha, hoặc là các bạn có thể là chạy là composer. Cái này mình chưa có file gì, composer.json ha. Thì khi các bạn cài đặt Laravel vào thì mặc định nó sẽ có file composer.json. Mình thử một cái khác ha, coi như là cái này nó đã nhận rồi, nó không tìm được cái file composer.json thôi, nhưng mà cái gì, cái composer này đó, cái trình soạn thảo này nó đã là nhận rồi ha. Đó. Composer ví dụ như mình version của mình là 1.9 ha. Rồi bây giờ các bạn cài đặt gì, cài đặt project của mình vào SAM ha. Thì thường là project nó sẽ cục bộ thì nó sẽ nằm trong SAM ha, nằm trong gì, HTML ha, nằm trong SAM HTML. Để các bạn cài vào project rồi vào đây, thì để cài project vào đây thì mình sẽ gì, mình sẽ chọn cái đường dẫn tới là UDD. Thì tùy mấy bạn ha, ví dụ như SAM các bạn ODC thì các bạn chọn đường dẫn ha, trong ở SAM của mình là UDD D rồi mình vào SAM. Đó, rồi tiếp tục mình vào gì? Vào htdoc. Đó. Để mình cài cái suite Laravel ha, ở trong htdoc này để mình có thể chạy được ha. Ví dụ như các bạn cài ở ngoài cái gì? Htdoc của cái SAM này ha thì nó sẽ không chạy. Đó, mặc định là gì? Mặc định là cái gì? Cái SAM này nó giúp mình chạy được cái suite ở trên gì? Ở trên cái local ha. Rồi bây giờ mình sẽ đây đây là những cái suite mình đã làm đó, là đều nằm trong htdoc này hết đó. Nhưng mà htdoc mình này ở là nằm trên ODD ha mấy bạn, mình cài trên ODD bình thường là các bạn ổ đĩa nào thì các bạn chỉ đường dẫn tới ổ đĩa đó ha. Đây mình đang nằm ở cái đường dẫn hiện tại là htdoc ha. Bây giờ mình sẽ gì, để cài Laravel thì các bạn đánh thử cái đường dẫn là install Laravel ha, install Laravel thì các bạn vào cái trang chính của thằng Laravel luôn đó, vào trang chính của thằng Laravel luôn. Rồi các bạn kéo xuống thì nó sẽ có nhiều cách, các bạn cũng có thể là đây để là thông qua gì Laravel installer, các bạn cũng thể là gì copy cái dòng này, à copy dòng dưới này đi ha, đó copy cái dòng dưới này, ví dụ sao chép cái dòng dưới này các bạn paste vào thì nó cũng có thể chạy. Block này là cái tên file project nha mấy bạn. Các bạn có thể là đổi tên ABC của block này được. Còn cái này là cái name, name của cái project đó. Còn cái này là gì, cái tên của cái thư mục ha. Đó. Thì các bạn cái này thì các bạn sửa ha. Ví dụ như các bạn có là Laravel test hay là cái gì đó thì các bạn ghi ha. Đó là một cách. Còn bình thường là ví dụ như các bạn có composer rồi, các bạn chỉ chạy cho mình cái này thôi ha. Cái dòng này ngắn thôi, cái dòng này mình cũng có thể chạy được nhưng mà có điều là mình không có nhớ lắm đó, cho nên mình chạy cái dòng này. Mình đánh là gì, Laravel new, new gì, bây giờ là mình đặt tên là gì, tên nó ví dụ như là test đi, là Laravel test ha, là test đi đó, mình đặt là test. Rồi mình nhấn enter, đấy bây giờ nó đang chạy cho mình nè, crafting application đó, nó đang load để nó tải gì, nó tải những cái gì thuộc cái gì, thuộc cái project Laravel cho mấy bạn ha. Nó đang chạy nè đó. Đó các bạn cứ để nó chạy cho đến khi mà nó thành công thôi thì nó sẽ tạo ra cho mình một cái gì nè, latest đúng không, mình hồi nãy là mình tạo ra một cái file là latest, một cái folder là latest ha. Mình tắt cái library này đi, trong HTML đó bây giờ nó đã có latest rồi nè đó, bây giờ nó đang cài cho mấy bạn ha, nó đang chạy nè. Đó, đang chạy cả. Cái composer này á, thực chất ra là nó là một cái trình soạn thảo để giúp cho các bạn là gì, thay vì các bạn cài đặt bằng tay thì bây giờ là các bạn có thể là cài đặt bằng dòng lệnh ha, cài đặt bằng dòng lệnh đó. Thay vì các bạn cài đặt bằng tay thì các bạn có thể là cài đặt bằng dòng lệnh. Nói chung là composer này nó có nhiều ý nghĩa, nó có nhiều cái tiện dụng lắm. Các bạn có thể là lên Google các bạn tra composer ha, composer là gì ha. Đó là test, đây đây là gì, toàn bộ cái suite ban đầu mà nó tạo ha ra cho mấy bạn. Ở đây là toàn bộ cái suite của Laravel ban đầu nè, mình đã chạy nè ha. Đó, apply ready nè, build something amazing. Đó là coi như là cái ứng dụng đã gì, đã chạy và gì, và xây dựng một cái gì đó thật sự là ý nghĩa hoặc là thật sự là tuyệt vời đó. Rồi bây giờ mình sẽ vào gì, là test ha, mình chọn cái đường dẫn tới cái suite của mình đó. Rồi mình xóa những cái lệnh cũ đi ha. Đó mình đang hiện hữu ở trên gì, là test này. Rồi bây giờ nha, mình thử là bt artisan đó, coi nó chạy chưa ha. Đó đây là những câu lệnh gì,
những câu lệnh là được gói gọn ở trong Laravel. Đó là những câu lệnh là sau này mình làm, mình thực thi bằng những câu lệnh này ha. Đó, này là những câu lệnh Laravel ha. Rồi bây giờ là mình đã có suột rồi, mình mở cái gì Sublime Text lên, mình sử dụng Sublime Text ha. Đó, rồi các bạn sẽ kéo cái suột mình vào. Rồi bây giờ mình mở suột mình ra. Đó, rồi thì trên cái suột này thì tạm thời nói là như vậy. Bây giờ mình sẽ gì? Bây giờ mình sẽ cái composer này, cái file composer.json này. Thì đây là những cái gì? Đây, composer.log này là những cái gì? Những cái file mà đã cài đặt rồi ha. Ở trong vendor này ha. Đó là những cái nhà cung cấp nó đã cài đặt rồi, nó cài đặt rồi thì nó sẽ cài vào cái vendor này cho mấy bạn ha. Thì cái này là mình sẽ giải thích ở cho bạn mấy bạn ở video sau. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục, mình mở cái project cũ của mình lên. Thì bây giờ mình sẽ tiếp tục cài cái auth, cái authentication ha. Bây giờ mình cài authentication cho gì? Cho cái gì? Đây, mình có login và mình có đăng ký. Thì mặc định ở trong Laravel nó sẽ có một cái là Laravel Mix ha, nó giúp các bạn là tự động là có được cái gì? Có được cái đăng nhập này và cái đăng ký này. Thì bây giờ mình sẽ tạo như sau. Bây giờ là đường dẫn của mình hiện tại, xóa đi ha. Rồi, đường dẫn của mình hiện tại là ở trong cái suột. Bây giờ mình sẽ mở vendor lên, trong folder của mình mở vendor lên ha. Thì trong vendor này mình có cái thư mục Laravel chưa? Đây, cái thư mục Laravel. Đây là những nhà cung cấp ha, những cái package, những cái gói mà sau này mình sẽ sử dụng. Đó, đây là có gồm những cái gói mà nó đã cài đặt cho mình. Đó ha. Rồi Laravel. Thì ở trong này mình chỉ có Laravel Tinker và Laravel Framework thôi, mình chưa có Laravel gọi là Laravel. Gọi là Laravel UI, có nghĩa là Laravel User Interface ha. UI là bằng gì? Bằng User Interface. Đó. Thì mặc định cái User Interface này nó sẽ tạo ra một cái giao diện người dùng ha, một cái giao diện người dùng cho mấy bạn ha. Thì để cài đặt user interface này thì ở cái thường á, bản này là bản bây giờ mình coi ha, PHP nè, Tizen version. Thì cái bản Laravel mình hiện tại là 6.5 là bản mới nhất ha. Thường thì hồi xưa á, bản từ 6 chấm đổ lại á, thì các bạn cũng có thể dùng là câu lệnh là PHP artisan artisan hình như là Laravel, sau đó Laravel, sau đó sẹt UI ha. Thì các bạn enter thì mặc định nó sẽ cài đặt Laravel user interface cho mấy bạn. Nhưng mà từ cái bản 6 trở đi thì nó sẽ có một cái dòng lệnh khác, thì các bạn soạn cho mình là you composer required, có nghĩa là yêu cầu ha, composer required yêu cầu gì? Laravel, Laravel ha, các bạn ghi cái dòng lệnh đúng ha, UI. Đó. Rồi các bạn enter. Rồi thì mặc định nó sẽ gì, composer này nó mặc định nó sẽ tải cái gói đó về cho mấy bạn và nó để trong cái gì Laravel UI này, thì nó đang trong quá trình cài đặt nè bạn. Đó, nó đang trong quá trình chạy. Thì sau khi chạy xong thì mặc định nó sẽ cái thư mục UI này nó nằm trong cái gì Laravel này ha. Đó, nó đang chạy mấy bạn. Thì cái file trong quá trình chạy thì mình sẽ nói cho mấy bạn biết là cái composer.json này đó. Đó là những cái gì? Những cái tập tin mà nó nhìn vào, bắt đầu nó sẽ thực thi tải những cái gói dữ liệu cần thiết về gì? Về trong cái gì? Log này. Đây là cái code JSON ha, cái code JSON mà nó đã tải là cái package về cho mấy bạn nè, đó. Những cái package này. Đó, những cái package này nè. Ừ, là những cái package mà nó đã thực thi, nó tải rồi và nó để trên cái vendor này ha. Thì các bạn coi đây nè, ví dụ như đây nè, đầu tiên là nó có gì, đầu tiên là nó có là dnoql đây nè, đó cái package dnoql. Rồi bây giờ mình kéo xuống cuối cùng ha. Đó thì cái cuối cùng nó sẽ là gì? Cái cuối cùng thì nó sẽ là web moza. Đây các bạn coi nè, web moza ha. Đó thì mình vừa mới thực hiện câu lệnh cài thêm gì, cài thêm cái Laravel UI này ha. Thì bây giờ mình thử nè, đó mặc định nè, mình đã có user interface rồi ha. Đó rồi bây giờ mình đã có user interface rồi,
Thì cái folder kế tiếp mình cần chú ý là cái folder là public này. Rồi sau đó là tới folder resources này. Thì đây cái file sát này. Thì mặc định trong cái file sát này nó chưa có gì cả. Ở trong Laravel nó có một cái gọi là Laravel mix ha. Thì mình ở trong phần gì? Ở trong cái gì? Cái thuật ngữ là Webpack ha, Webpack. Thì các bạn nào search Webpack thì các bạn tìm hiểu về Laravel mix này ha. Thì mặc định cái Laravel mix này nó sẽ tự động nó biên dịch file CSS từ gì? Từ file sát. Từ file sát và gì? Và cái JS ha cho mấy bạn, nó tự động nó biên dịch JS cho mấy bạn ha, để cho trong quá trình các bạn làm thì các bạn chỉ cần lấy ra và các bạn xài thôi. Đó. Bây giờ nha. Bây giờ mình sẽ chạy biên dịch cái sách này thì bằng một cái câu lệnh là bây giờ cái project của mình là bây giờ mình mở là ha, mình chưa mở cái project của mình là localhost la test. Rồi, public. Mình vào public ha. Đó, thì nó sẽ thực thi câu cái index cho mấy mình cho mình ha. Đó. Nè, public nó chạy index cho mình ha. Đó. Thì sau này mình làm xong rồi mình sẽ kéo tất cả các gì, mình chỉ cần đánh cái đường dẫn chính này thôi, folder chính này thôi, thì mặc định nó sẽ mình enter thì nó sẽ ra web ha. Thì bây giờ tạm thời là mình vào cái thư mục public đó. Rồi bây giờ thì nó chưa, tạm thời nó chưa có login và đăng ký này. Thì bây giờ các bạn cài cho mình một cái gọi là ở trong Laravel một cái gọi là auth ha, viết tắt của từ là authentication á, authentication gọi là xác nhận, giống như là đăng nhập á ha, giống như là đăng nhập thôi chứ không có gì cả. Thì để cài á, các bạn cũng thực hiện cho mình một câu câu lệnh là php artisan artisan view php artisan view UI auth ha. Đó, view UI auth. Các bạn gạch hai gạch ha. Rồi bắt đầu. Auth là viết tắt của từ authentication. Cái view này là cái gì? Những cái gì? Những cái thư viện của thằng JavaScript nhưng mà chuyên về gì? Chuyên về front end thôi. Đó. Thì cái view này mình sẽ có một cái series chỉ hướng dẫn cho các bạn sau ha. Rồi, các bạn chỉ cần đánh đúng cái gì? Cái câu lệnh của mình. Rồi các bạn enter. Is not defined. Các bạn sửa lại cho mình coi. UI view thử ha, view rồi ok. Thì khi các bạn đánh câu lệnh xong thì nó chạy là thành công rồi nè, successfully đó. Thì các bạn sẽ coi nó sẽ tự động nó tạo ra cho mình cái trong cái file gì sát này là gì, đây là cái đường dẫn của cái form của Google ha, cái này không còn xa lạ gì nữa. Và cái biến gì variables varies và cái gì cái bootstrap cho mấy bạn ha, bootstrap này là nó chứa những cái file CSS đó, variables. Rồi bây giờ trong cái app nè thì mặc định cái webpack.mix.js nè, thì khi các bạn mở cái file này lên mặc định nó sẽ lấy từ cái resource nè, đường dẫn là resource js ha. Thì js nó lấy từ gì? Tới từ resource js app.js thì nó sẽ biên dịch vào gì, vào public. À, các bạn coi này, hiện tại public mình chưa có gì. Thì sau khi biên dịch xong mình sẽ có một cái folder js chứa file js và một cái folder gì CSS chứa file CSS từ gì, từ resource sát và app.sát nè ha, SSS nè. Thì cái mix này nó có nhiều cái tác dụng lắm ha, nó có nhiều tác dụng, nó giúp cho các bạn là biên dịch cái file CSS và cái file JS cho mấy bạn ha, nó giúp cho các bạn biên dịch. Thì hiện tại mình chỉ biên dịch hai cái này thôi ha, hiện tại mình chỉ biên dịch hai cái này thôi. Thì để biên dịch thì đây nè, nó cũng hướng dẫn cho mình luôn. Please run Node Package Manager ha, cái này viết tắt của từ Node Package Manager ha. Thì series Node sau này mình hướng dẫn các bạn ha. Rồi các bạn chỉ cần chạy theo mình là NM, viết tắt của từ gì? Node nè. Node Package ha, Package Manager. Manager ha, đó, nó viết tắt của là quản lý gì? Các gói của cái Node này ha. Thì để chạy được gì? Nếu ví dụ như mà để chạy được cái thằng mix này thì các bạn kiểm tra cho mình là đó, coi có gì, có cái nốt chưa nè, nốt SV, SV có nghĩa là version ha. Thì ở đây là cái gói quản lý mình là 6.4 và gì, và cái nốt của mình đã có rồi là V10 đó. Rồi sau đó các bạn chạy install
Thì khi các bạn chạy câu lệnh này, mặc định nó sẽ tạo ra cho mình, nó sẽ tải tất cả những cái gói thư viện mà có thể cung cấp để mình tạo lên cái project ha. Bây giờ các bạn enter là thư viện node nè. Đó, mặc định nó sẽ sinh ra cho mình một cái folder là node module ha. Thì các bạn sẽ thấy nó sẽ tải rất là nhiều cái gói ha, nó sẽ tải rất là nhiều cái gói thuộc cái thư viện node này. Đó, nó đang tải cho mình ha. Sau này cái node này nó rất là nó giúp cho các bạn gọi là tạo cái web nhanh mượt hơn ha, đẹp hơn luôn. Đó, nó đang chạy nó bạn, nó đang cài cho các bạn rất là nhiều ha. Đó, nó đang chạy nè. Đó, các bạn thấy chưa? Đây là toàn bộ những cái gói mà các bạn sẽ lấy ra các bạn xài thôi. Đó, nó chắc hàng tỷ hàng nghìn mã lệnh trong này ha. Thì bây giờ nó đang cài cho các bạn ha. Hình như là gồm 10.000 mấy gói và gì và tới 400 mấy nhà cung cấp lận ha, gọi là cái bên thứ ba á, nó tạo ra. Sau đó mình dùng cái composer này mình kéo về ha, mình kéo về mình cài đặt. Thì hồi xưa người ta gì người ta đào về, sau đó người ta quăng vào ha, quăng vào rồi chỉnh sửa edit cực lắm. Nhưng mà bây giờ mình chỉ cần xài cái composer thôi ha, cài composer thôi thì tự động nó sẽ gì, nó sẽ update, nó sẽ cài đặt đó cho mấy bạn luôn, các bạn không cần phải làm gì cả ha, chỉ soạn đúng lệnh thôi là nó tự động nó làm cho bạn hết rồi. Đó, đó mình đã cài đặt xong gì, mình chạy xong cái lệnh là install rồi ha, thì nó sẽ install cho mình cái gói package, những cái gói package trong node. Thì bây giờ mình chạy cái lệnh kế tiếp đó là gì, đó là npm run dev ha, hoặc là run development cũng được ha, development cũng được, hoặc là các bạn chỉ cần việc là run dev thôi thì nó sẽ động tự hiểu ha. Bây giờ mình biên dịch ha, bây giờ mình enter cái đó, bây giờ nó đang biên dịch cho mấy bạn ha, nó đang mix trong Laravel mix, nó đang mix nè. Đó, nó đang biên dịch cái file SSS nè và cái file gì, cái file app.js này ha, nó đang chạy mấy bạn. Rồi sau khi các bạn cầm file xong thì mặc định ở trong thư mục public này nó sẽ compile JS nè, nó sẽ compile một file là đó app.js ha. Đây web permit mình mở lại ha, thì nó sẽ compile cái file JS vào public JS ha. Đó, đây là những tất cả gì, tất cả những cái câu lệnh JS mà mình đó mà nó đã gì compile ra rồi. Sau đó là gì, tới CSS ha, compile từ gì, từ app CSS. Đây app CSS đây, nó sẽ compile cho mình là app CSS. Đây đây là tất cả những gì đó, set đó, tất cả những câu lệnh CSS nè. Đó, bao gồm bootstrap luôn hả các bạn. Đó, bao gồm bootstrap luôn, rất là dài. Đó. Thì các bạn chỉ việc là gì? Đó. Rồi khi compile xong thì bắt đầu các bạn sẽ mở lại cho mình cái source của mình. Rồi, các bạn mở lại cái source của mình ha. Rồi các bạn refresh lại. Thì mặc định nó sẽ có login và register cho mình. Mình click vào login. Thì mặc định nè, đó. Nó đã giống bên đây ha. Đó, mặc định là nó sẽ tự tạo cho mấy bạn là gì? Có CSS luôn. Đó, register đó. Đó, login register. Đó. Thì ở đây, đây. Thì ở trong là view nè. Các bạn mở view cho mình thì mặc định nó sẽ tự động nó có cái folder là cái folder authentication cho mấy bạn ha. Đó, cái folder mà người dùng á. Thì layout nè, app ha. Đây. Access js.app ha. Chấm app và gì CSS app.css đó. Thì ví dụ như bây giờ là mình có hiện tại mình là Laravel của mình là ở trong home ha, ví dụ như login home nè, app thư mục welcome mình, ví dụ như mình search thử ha, mình search thử là bootstrap 4 này 3 đi ha, bootstrap 4 này 3. Rồi sau đó mình sẽ copy thử thằng Bootstrap 4 này 3 này vào ở trên này đi ha, trên body này. Thì mặc định sau khi bắt vào các bạn save lại thì các bạn sẽ refresh mặc định. À không, xin lỗi các bạn ha, tại cái file welcome này nó không có file CSS.
của cái thằng này ha. Đó, bây giờ mình thử ha, bây giờ mình bắt vào đây trên đây login đó, mặc định nè, nó nhận cái gì, nhận cái CSS của mình rồi ha, những cái CSS đó. Rồi thì ở video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn đăng ký ha. À, ở video tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn là kết nối cơ sở dữ liệu, rồi sau đó là đăng ký tên người dùng ha, đăng ký rồi đăng nhập ha. Thì khi đăng nhập thành công nó sẽ hướng cho các bạn tới gì, trang dashboard này là UI login thành công ha. Đó, thì xin cảm ơn các bạn, mong các bạn đăng ký kênh để theo dõi clip sau. Xin cảm ơn các bạn ha.